chào các bạn, tôi là Phi Hồ. Hôm nay thì Phi Hồ rất là vui khi mình quay trở lại sau gần nửa năm không có làm những cái bài tutorial hướng dẫn về hiệu ứng hình ảnh để chia sẻ đến với các bạn. Hôm nay thì Phi Hồ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo được một cảnh visual effect về hiệu ứng gọi là nội gân trên cơ thể ha. Ở đây thì Phi Hồ chỉ mô phỏng ở dưới dạng gọi là 2D thôi. Và đây là kết quả mà chúng ta sẽ có được sau cái bài tutorial hướng dẫn này. Thì hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái bài tutorial hướng dẫn này và nhớ subscribe kênh YouTube của Phi Hồ Web Training để có thể cập nhật những bài tutorial hướng dẫn mới nhất sắp tới của Phi Hồ. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài video hướng dẫn. Đầu tiên thì Phi sẽ đem cái file footage mà Phi sẽ thực hành vào trong khung làm việc project ha. Phi sẽ boss cái file sequence mà Phi sẽ gửi cho các bạn. Ở đây thì Phi sẽ gửi cho các bạn để chúng ta có thể thực hành tốt hơn. Phi sẽ đem cái file mà Phi vừa boss vào khung làm việc Compositin ha. Thì đây là cái file mà chúng ta sẽ thực hành. Trước đây thì Phi hay sử dụng chọn layer và vào animation để mở khung cửa sổ check in Mocha. Thì hôm nay Phi sẽ giới thiệu cho các bạn một let in, đó là một Mocha Box Let ha. Thì các bạn có thể vào trang flip.com để chúng ta download cái Mocha Box Let này ha. Chúng ta có thể download bạn dùng thử để sử dụng. Let in này nó sẽ hỗ trợ cho Phi rất là nhiều trong việc thao tác nhanh, hoặc là chúng ta sẽ mở giao diện lên rất là nhanh ha. Phi sẽ chọn cái layer cô bé này, Phi sẽ đặt tên cô bé ha. Phi sẽ vào thiết lập check in Mocha. Thì tự động nó sẽ liên kết qua cái giao diện của Mocha luôn. Thì đây là giao diện của Mocha thì chắc các bạn cũng biết rồi ha. Giờ thì Phi sẽ tạo một cái vùng check-in như cái teaser mà Phi đã gửi cho các bạn coi. Thì chúng ta có những cái mạch gân, những cái mạch hiệu ứng nó chạy từ phía dưới lên tới phần cổ. Thì các bạn có thể sử dụng cái footage này, chúng ta xây dựng những cái ý tưởng riêng cho chúng ta ha, tùy vào cái ý tưởng của các bạn thôi. Tôi sẽ tạo một cái vùng check-in cho cái cơ thể của cô bé này, từ phần tay lên vai ha, tới cổ ha. Ok, Phi sẽ quét chọn tất cả và bao tròn chút xíu ha. Giờ thì Phi sẽ đặt tên cho cái layer này là check-in body ha. Phi sẽ thiết lập check-in. Như trước đây Phi hay nói là cứ trong quá trình mà chúng ta thiết lập check-in, những cái điểm nào trong cái vùng check mà bị dịch chuyển lệch đi khỏi cái vị trí hoặc cái phạm vi mà chúng ta thiết lập thì các bạn có thể dừng lại để chúng ta thiết lập những cái điểm check-in đó lại. Khi nào mà chúng ta hoàn thành xong thì chúng ta sẽ tiếp tục quá trình check-in. Phần check-in của chúng ta đã xong, giờ thì Phi sẽ thiết lập lại những cái điểm trên cái vùng check-in này. Sẽ quét chọn tất cả và sẽ dịch chuyển ra phía này một xíu ha. Giờ thì Phi sẽ tạo cái mặt phẳng lên nó xuôi ha. Phi sẽ thiết lập ở trên cái vùng cơ thể này thôi, cái bề rộng như thế này ha. Phi sẽ tạo lưới để chúng ta có thể quan sát được cái bề mặt mà chúng ta sẽ đưa hiệu ứng vào, nó nằm ở vị trí như thế này ha. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ boss cái file mà chúng ta vừa check-in xong vào After Effects. Như thường lệ thì chúng ta sẽ chọn Colorbin. Ví dụ như Phi chọn format là Colorbin Boss Warp and Mocha Boss. Và chúng ta nhấn cái Tool Bar thì hôm nay Phi sẽ lưu cái file này. Ở đây thì Phi sẽ lưu cho nó cái tên là 26 ha, cái bài tutorial 26. Phi sẽ vào lại trong After Effects. Ở trong After Effects thì Phi sẽ nhân đôi cái layer cô bé này lên Ctrl D. Phi sẽ có cái layer cô bé 2 ha. Phi sẽ unlock cái file 26 mà Phi vừa lưu lại. Ok, và nó hỏi là chúng ta có muốn add cái file mà chúng ta vừa lưu cho cái layer của bé 2 không, thì chúng ta nhấn ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn Colorbin và thiết lập Stabilize Recomp. Thì cái Stabilize Recomp này nó giúp cho chúng ta cố định cái vị trí mà chúng ta thiết lập cái vùng lên surface hồi nãy ha. Phi sẽ chọn Recomp ha. Thì khi mà Phi chọn Recomp và chọn Apply thì nó sẽ giúp cho cái layer của bé 2 nằm trong một cái comb ha. Phi sẽ để mặc định cho nó là CC và Warp Pin. Còn cái phần Sleeve Resonance này thì
Nếu mà chúng ta không chọn thì nó sẽ mặc định là cứ mỗi frame nó sẽ có những cái điểm key, cứ mỗi frame nó điểm key. Thì ví dụ ha, khi không chọn và khi nhấn OK thì các bạn thấy đây, khi nhấn U, điểm U ha, thì các bạn thấy cứ mỗi frame thì cái column bin của chúng ta nó đều có mỗi cái điểm key ha. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn thiết lập di chuyển những cái column bin, những cái stop, những button nào đó qua phải qua trái chẳng hạn thì chúng ta cũng khó, để Ctrl Z lại ha. Nhưng mà đối với việc mà phi epsilon và phi chọn phi để mặc định cho nó đánh kiện thì phi chọn OK thì các bạn thấy nó chỉ key khi mà chúng ta di chuyển cái thành trường này đến một cái vị trí mà chúng ta muốn ha. Ví dụ như phi di chuyển thành trường này đến đây, phi nhấn epsilon và phi chọn OK thì nó sẽ mặc định cái điểm key cho phi ở cái vị trí này. Thì sẽ Ctrl Z lại ha, phi về vị trí ban đầu epsilon. Thì các bạn thấy là sau khi mà phi epsilon nó thì nó đã được tạo một cái com mới ha. Thì khi mà phi nhấn đúp vào trong cái com thì com của bé này thì các bạn thấy cái phần hình ảnh của chúng ta nó đã được có một cái điểm gọi là cố định ha. Thì cái phần này, cái phần hiển thị ở trong cái com của bé này là cái vùng linear surface mà phi đã thiết lập trong Mocha ha, là cái vùng này, cái vùng linear surface màu xanh này ha. Khi mà chúng ta đã có được một cái vùng gọi là điểm chắc cố định rồi thì chúng ta có thể đem những cái effect chẳng hạn ha, những cái hiệu ứng mà chúng ta muốn, thì khi mà chúng ta trở về cái com mà chúng ta thì nó sẽ nằm cố định ở trong đây luôn ha. Thì ví dụ ha, vì tạo một cái test đi. Chẳng hạn phía sẽ về lại com 1 thì các bạn thấy là nó đã được cố định. Tôi sẽ delete nó đi. Tiếp theo thì tôi sẽ tạo effect nổi gân cho cái cơ thể của bé này. Tôi sẽ vào layer new và thiết lập một cái solid mới. Chúng ta sẽ vào effect và thiết lập generate sub button. Thì cái sub button này nó giúp cho chúng ta mô phỏng lại được một vài cái hình ảnh của tế bào cơ thể ha. Phần sub button thì tôi sẽ thiết lập cho nó là turbulent. Contrast thì tôi sẽ lập giá trị cho nó là 40 và cái phần disappear thì tôi sẽ để giá trị maximum. Size thì tôi sẽ thiết lập cho nó là 70 và tôi sẽ điều chỉnh evolution cho nó một cái giá trị là di chuyển âm 200 ha, âm 200. OK. Tôi sẽ để chế độ hỗ trợ cho nó là multiply và thiết lập một cái màu cho nó là màu đỏ ha. Tôi sẽ vào effect, thiết lập color correction và thiết lập hue saturation. Ở đây thì các bạn đánh kiện vào colorize thì nó đã có được một cái màu đỏ như thế này rồi ha. Các bạn thấy nó vẫn chưa có nổi khối ha, thì chúng ta sẽ vào effect, chọn starlight và thiết lập CC Last ha. Thì cái CC Last này nó giúp cho những cái mạch gân này của chúng ta nó nổi khối lên. Nhưng mà hiện tại thì khi mà tôi chọn thì nó vẫn chưa có nổi khối. Tôi sẽ sổ cái phần surface và bỏ đi cái phần boom mask cho nó là non. Thì các bạn thấy cái những cái gân của chúng ta đã được nổi khối lên rồi ha. Phần softness thì tôi sẽ thiết lập cho nó là 23. Displacement thì tôi sẽ thiết lập cho nó với giá trị là 300. OK. Tiếp theo thì tôi sẽ vào cái cô bé Trucom này và chúng ta tạo cho cái hiệu ứng nội gân này nó di chuyển ha, từ dưới lên trên. Thì tôi sẽ tạo một cái layer mới, một cái solid mới ha. Và tôi sẽ thiết lập vào cái được mask ha, cái được mask như thế này. Thì các bạn nhớ nhấn đánh kiện vào trong cái rotobizer ha, để cho những cái điểm trên cái đường mask của chúng ta nó bo tròn ha. OK, như thế này ha. Tôi sẽ nhấn phím M từ keyframe và tôi di chuyển vào điểm cuối từ keyframe. Tôi về lại vị trí ban đầu ha, và tôi di chuyển những cái điểm mask này xuống như thế này. Thì tại sao tôi lại làm đường mask này riêng một cái layer? Tôi ví dụ ha, tôi sẽ tạo đường mask cho cái layer mà chúng ta tạo hiệu ứng gần này ha, như thế này. Thì các bạn thấy tôi tắt đi cái chế độ hiển thị đường mask đi, thì các bạn thấy là vì cái đường mask của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi cái lớp in CC Last ha, nó cũng sẽ nổi cái khối lên, nên khi mà chúng ta điều chỉnh thì nó rất là xấu ha. Nên tôi muốn tạo riêng một cái layer, riêng cái đường mask thôi, để chúng ta
thiết lập cái check mask cho nó. Tôi sẽ delete cái mask trong cái effect gun này chúng ta đi ha. Ok, tôi sẽ mở lại cái layer có đường mask mà tôi đã thiết lập ha. Và tôi sẽ thiết lập alpha mask cho nó. Chúng ta đã có được một cái đường mask chạy như thế này ha. Tôi sẽ thiết lập những phím F để chúng ta thiết lập filter cho nó. Ok, tôi để 100 đi. Giờ thì tôi quay lại cái con 1 ha. Chúng ta sẽ thấy cái đối tượng gần chúng ta nó sẽ di chuyển lên như thế này. Ok. Và tôi muốn là cô bé này khi mà những cái vết gân này nó di chuyển lên thì cơ thể của cô bé nó cũng bị sẽ nhợt nhạt đi ha. Thì tôi sẽ vào lại cái con 2 này. Tôi thiết lập cho cái file cô bé này một cái face progression thing. Tôi sẽ keyframe cái phần small tutorial này ha. Tôi về lại vị trí giá trị 0 và tôi về lại giá trị cuối cùng, tôi thiết lập cho nó giá trị là 50 thôi. Ok, thì chúng ta thấy là cơ thể của cô bé có cảm giác bị nhạt đi. Tôi sẽ về lại cái con 1 để chúng ta thấy rõ hơn ha. Đây, chúng ta thấy cơ thể của cô bé có vẻ nhợt nhạt so với cái khuôn mặt ha. Tiếp theo thì tôi sẽ thiết lập một cái vùng protocopy smart alpha ha, cho cái cơ thể cô bé này, và một cái vùng protocopy smart alpha cho cái chiếc áo này để nó che đi cái phần khúc ở trong cơ thể cô bé này ha. Tôi sẽ vào lại trong một cạc, tôi sẽ tắt đi cái chế độ này. Tôi sẽ thiết lập một cái skin roto cho cái cơ thể cô bé này trước ha. Tôi sẽ zoom lại và chúng ta thiết lập lại những cái điểm trên cái bề mặt này ha. Chúng ta nhớ đồ tô chi tiết ha. Giờ chúng ta có một cái sản phẩm tốt. Tôi sẽ thiết lập tên cho nó là Roto Body. Tôi sẽ bắt đầu thiết lập tracking. Thì trong quá trình mà chúng ta thiết lập tracking, những cái vùng, những cái điểm như này tôi nói ha, nói gì chuyện ra ngoài chúng ta cứ dừng lại và chúng ta thiết lập ha. Thì đây thì sẽ thiết lập lại. Còn rotocopy cái cơ thể của bé này chúng ta đã xong. Giờ thì Phi sẽ khóa đi cái layer này và Phi sẽ tạo một cái rotocopy cho cái đối tượng rotocopy cho cái áo ha. Cũng tương tự thì chúng ta sẽ tạo một cái vùng tracking cho cái áo này. Sau khi thiết lập cái vùng mà chúng ta chuẩn bị check-in xong thì Phi sẽ thiết lập cái tên cho nó là Protosus. Phi sẽ bắt đầu quá trình check-in. Phi sẽ dừng lại để thiết lập lại những cái điểm trên cái vùng sắc này lại ha. Nó bị dịch chuyển á. Ok ha. Bây giờ thì Phi sẽ export cái phần alpha của hai cái roto này vào trong cái phần mềm AutoCAD. Đầu tiên thì Phi sẽ export cái phần áo trước ha. Phi sẽ vào AutoCAD, Phi sẽ vào lại cái con 1 ha. Phi nhân đôi cái file của bé này lên Ctrl D, đưa lên phía bên trên, vào Edit, thiết lập Batch 1 mask.
nó đã match cho Phi được cái phần đối tượng này, đối tượng chiếc áo này ha. Tiếp theo thì Phi sẽ export cái rồi tôi copy cho cái cơ thể của bé này, copy to clipboard và tôi copy vào interface. Phi cũng sẽ nhân đôi cái laser của bé này lên, Ctrl D và Phi đưa lên phía bên trên. Phi vào edit mask mocha mask ha. Ở đây thì Phi sẽ mở chế độ filter ra và chúng ta thiết lập cho nó giá trị là 6. Thì cái phần cơ thể của bé này thì Phi sẽ đưa xuống phía bên dưới cái cô bé 2 Tricom này và Phi sẽ để chế độ alpha mask cho nó. Thì các bạn thấy là cơ thể của cô bé đã được hoàn thiện hơn về cái phần chúng ta tạo hiệu ứng. Tiếp theo thì Phi sẽ tạo cho cái đôi mắt của cô bé này đen đi như trong cái teaser ha. Phi sẽ vào lại phần mềm mà mocha ha. Phi sẽ đóng đi những cái laser này. Phi sẽ tạo một cái hai cái vùng tracking cho cái đôi mắt này. Phi sẽ sử dụng cái công cụ Asla Laser Tool ha, để thêm một cái vụ chắc trên cái laser này. Phi sẽ bắt đầu thiết lập tracking ha. Stop lại để Phi dịch chuyển cái vùng tracking một xíu. Giờ thì Phi sẽ export hai cái vùng, cái layer tracking cho cái vùng của mắt này. Export sát copy to clipboard và chúng ta vào After Effects. Phi sẽ tạo một cái layer, một cái solid màu đen ha. Và Phi sẽ vào edit thiết lập mask một cái mask ha, thế này. Ở đây thì Phi sẽ thiết lập filter cho nó hai cái luôn. Chúng ta sẽ có được cái đôi mắt màu đen cho cô bé như thế này ha. Phi sẽ view để xem thử. Ok, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh màu cho cái cạnh của chúng ta ha. Phi sẽ tạo một cái adjustment ha. Và vào effect thiết lập color correction hue. Phi sẽ điều chỉnh sáng một xíu. Okay. Chúng ta sẽ có được một cái hoàn cảnh hiệu ứng cho cô bé như thế này ha. Bài hướng dẫn về cách tạo hiệu ứng nội gân trên cơ thể cô bé đến đây là kết thúc. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bài tutorial hướng dẫn tiếp theo.